Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Pinocchio, cậu bé người gỗ. Lần này dế mèn phiêu lưu ký lạc vào thế giới cổ tích, dế mèn gặp được cô tiên xanh lẻ xanh lét với nước da bánh ít. Chị cho em hỏi ở đây có bán thuốc hồi trinh không vậy? Cô tiên xanh trả lời, không đâu bé ơi, chị chỉ ban cho người ta điều ước thôi nhé. Bởi vì thấy lão Hạc mất vợ mất con, nên chị mới hoàn thành điều ước cho lão Hạc là biến con rối thành hình người thật. Nhưng Pinocchio cần phải học lòng dũng cảm và trung thực. Nếu dế mèn giúp Pinocchio phân biệt điều tốt và cái xấu trên con đường học làm người, thì dế mèn sẽ được tặng một điều ước là thuốc hồi trinh. Thấy việc này không có gì to tát nên dế mèn nhận lời. Kiểu này giao cậu bé cho dế mèn chắc hỏng cả một thế hệ quá. Thôi Pinocchio tự lo cho bản thân có khi còn thành người tốt. Không biết cậu bé này sẽ đối mặt những khó khăn gì. Mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nhé. Vào một đêm khuya nọ, chú dế Jimini chuyển địa chỉ đến một ngôi làng nhỏ ở Ý. Chú ta chọn dừng chân trong nhà người thợ khắc gỗ Geppetto. Ông lão sống cùng chú mèo cưng Figaro và cô cá vàng Leo. Đã đêm muộn nhưng người thợ già vẫn đang cẩn mẫn làm việc để tạo ra một cậu bé kháu khỉnh từ gỗ thông. Vì lòng thương nhớ con trai ra diết, ông đã đứng trò chuyện cùng rối gỗ rất lâu và đặt tên cho nó là Pinocchio, còn giật dây để chú bé gỗ gật đầu. Jimini vì chăm chú đứng xem, lỡ tay sờ trúng mông một quý bà. Lúc này có một vị khách quý sở tộc gõ cửa, bằng mọi giá ông ta muốn mua chiếc đồng hồ treo tường của Geppetto. Nhưng bác thợ già đã kiên quyết từ chối, vì chỗ đồng hồ này đều là quà tặng cho con trai yêu quý của ông trước đây. Geppetto đã sống trong đau khổ đủ lâu, quyết định tạo ra Pinocchio với đôi môi luôn cười, nhằm tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Geppetto bật bản nhạc yêu thích, rồi cùng nhảy múa với cậu bé người gỗ, khiến chú mèo Figaro sợ mất mật. Lát sau tất cả đồng hồ đều vang lên inh ỏi. Hóa ra đã đến giờ đi ngủ, chú mèo ngoan ngoãn trở về giường của mình. Ông lão chúc cá vàng ngủ ngon sau đó tắt đèn đi ngủ. Jimini cũng tự nhiên như ở nhà, nằm thẳng cẳng. Bỗng nhiên ông lão nhìn thấy ngôi sao ước nguyện, vì vậy ông bèn thầm ước một điều, sợ nói ra miệng sẽ không linh nghiệm. Đúng 12 giờ đêm hôm đó, ngôi sao trên bầu trời bỗng tỏa sáng. Một luồng ánh sáng xanh chiếu thẳng vào bức ảnh đứa con trai của ông, sau đó lại phản chiếu vào người Pinocchio. Rối gỗ đột nhiên động đậy hai tay, sau đó nó còn đứng lên, chổng mông nhìn Jimini. Chú dế già năm nay 70 tuổi chưa từng thấy trường hợp này bao giờ. Ông vừa hoảng vừa gấp, hỏi một vạn câu vì sao, nhưng Pinocchio chỉ lặp lại những lời nói của ông. Thình lình căn phòng bùng lên những ngọn lửa xanh, nhưng không phải ma chơi ngoài đồng, mà một bà tiên xanh lẻ xanh lét bay vào. Bà ta hóa phép tháo hết dây rối cho cậu bé, nói mình đã nghe thấy lời ước chân thành của Geppetto nên đến đây. Sau đó còn ban trí thông minh cho Pinocchio, để cậu có thể nói chuyện với người khác. Cậu bé vui vẻ hỏi khi nào mình có thể thành người thật, để cha được vui hơn. Bà tiên đáp cậu cần phải vượt qua một thử thách, chứng minh bản thân mình là người khiêm tốn thật thà dũng cảm. Pinocchio hỏi làm sao mới được, cô tiên chỉ đáp lương tâm của con sẽ cho con biết. Lúc này bà nhìn thấy chú dê tứ cô vô thân, không nhà còn thất nghiệp, liền đề nghị ông ta làm lương tâm tạm thời của Pinocchio, giúp cậu bé trưởng thành. Sau khi hóa phép biến Pinocchio thành người thật, cô tiên xanh nói hồ biến thôi ta đi đây. Sáng hôm sau ông lão tỉnh dậy, vẫn chưa nhận ra Pinocchio hiện đã là vật sống. Cho đến cậu bé lên tiếng, dọa ông lão ngã ngửa về phía sau. Cậu bé vội nói con là Pinocchio, là điều ước cô tiên xanh thực hiện cho cha đây. Sau khi sợ hãi qua đi Geppetto rất đỗi vui mừng, ông bế cậu bé lên và nổi nhạc, hai cha con cùng nhau nhảy múa. Sau đó ông làm giày mới cho cậu. Cùng nhau lau dọn nhà cửa, có khi Pinocchio đá bóng vỡ cửa kính, thỉnh thoảng lại nghịch dại suýt mất mẹ ngón tay. Một đêm nọ, Geppetto nghĩ đã đến lúc cho con trai đến trường. Pinocchio vô cùng hào hứng, sáng hôm sau đã vội ra khỏi nhà nhìn đông ngó tây. Thấy cô giáo dắt đám bạn đi ngang qua đã vội chạy theo. Cha phải gọi lại dặn dò đủ kiểu, nào là nhà cách đài phun nước hai dãy, đường xá quanh co, nhờ về trước 5 giờ chiều để ăn tối. Pinocchio vui vẻ ghi nhớ, rồi nhảy cà tưng đi theo bọn trẻ, chiếc đầu còn thoải mái quay 360 độ nhìn Geppetto. Lão dế ngủ trương thây mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, bèn chạy vội theo cậu bé, vừa ra ngoài suýt thành bữa sáng cho Sofia, nhưng may là cô ta ăn chay, mỗi tội hơi nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng chịu chở Jimini đến trường. Bên này, cậu bé người gỗ vì phân tâm trước một bãi mìn, hít vào một phát muốn thăng thiên luôn, nghiên cứu một lúc mới chịu rời đi. Không hay biết rằng sự ngô nghê của mình đã va vào bộ đôi mèo cáo bất hảo. Cáo gian xảo lập tức dùng gậy chắn đường khiến cậu bé ngã chỏng vó, lại giả vờ đỡ con nhà người ta dậy hỏi han quan tâm. Cậu bé là tấm chiếu chưa từng trải, đã không nghi ngờ gì mà giới thiệu về mình,
nói rằng đang đi học để trở thành cậu bé thật sự. Tên cáo giả nghe thấy thế, lập tức hỏi cậu có muốn làm idol không? Nổi tiếng là cách nhanh nhất để đạt được ước mơ. Nhưng mà cha bảo cháu nên đi học, Pinocchio đáp lại và bỏ đi. Hắn cố trèo kéo cậu bé, nói nổi tiếng sẽ làm cha cậu nở mặt nở mày. Nghe đến đây cậu bé lập tức rơi vào bẫy của chúng. Bộ đôi gian xảo nhanh chóng dắt cậu bé đi, lúc này ông dưới kịp thời bay ngang. Chị mong biển thắng gắt đảo một vòng đi tắt sang nhà dân, sau đó thả Jimmy nhảy dù xuống đầu cáo. Pinocchio nhìn thấy lương tâm liền chào hỏi. Khiến mèo phát hiện ra Jimmy, hắn lập tức lấy chiếc búa tạ từ trong áo ra, nện mạnh vào chú dế. Nhưng ông ấy nhanh chóng nhảy lên, khiến búa nện vào đầu khiến cáo già xỉu ngang. Jimmy lại đáp xuống đầu con mồm lèo. Gã là tên ngu ngốc đã tự lấy búa đập đầu mình cũng ngất con mợ nó luôn. Pinocchio nói với Jimmy rằng, mình sẽ khiến cha tự hào bằng cách làm food reviewer. Dế khai sáng cho cậu, nói hai người này chính là cám dỗ của Pinocchio. Cậu bé người gỗ lại bảo rằng cáo nói hắn tên là cáo thật thà. Jimmy cạn lời với chấn bé đù này, cuối cùng cũng thuyết phục được Pinocchio đi học. Trước khi đi còn vô tình ném thêm một phát búa vào đầu cáo. Chú dế đưa cậu bé đến trước cổng trường, dặn dò phải chăm học và nghe lời thầy giáo. Nhưng Pinocchio vừa vào lớp chưa bao lâu, đã bị thầy giáo đá ra ngoài vì cậu chỉ là con rối. Nghe những lời mắng nhất khiến cậu bé vô cùng tủi thân. Jimmy muốn chạy đến an ủi, lại bị bộ đôi ăn hại kia úp sọt. Chúng trượt thẳng một đường đến chỗ Pinocchio, nói rằng học hành đã lỗi thời rồi, người thành công phải có lối đi riêng. Cậu bé vừa gặp cú sốc đầu đời, nên đã nhẹ dạ chót tin lừa bọn ác, mặc cho ông dế hết mực khuyên can. Jimmy dùng hết sức cũng không thể nhấc nổi chiếc lọ, trong khi đó Geppetto ở nhà chờ đợi mãi không thấy con trai về vội đi tìm. Tại một diễn biến khác, bộ đôi báo đời đã thành công bán Pinocchio cho đoàn hát trách nhiệm hữu hạn một thành viên Stromboli, trở thành con rối thần kỳ, nhảy múa mà không cần dây. Bên trong cánh gà, Pinocchio làm quen được với rối sư Fabiana. Cô ấy có một cô rối xinh đẹp tên Sabina, khiến cậu chàng nhìn mà tim rung rinh. Cuối cùng màn debut ấn tượng của Pinocchio cũng bắt đầu, một đoàn rối làm nền được thả xuống, chúng thổi kèn mở đầu, sau đó cậu bé người gỗ thoát khỏi những sợi dây. Vì mải mê nhìn gái mà ngã dập mũi xuống sàn gỗ, trưởng đoàn bèn chạy ra đọc một câu thần chú. Sau đó rối gỗ Sabina xuất hiện, dùng sức dẫm xuống tấm ván giải thoát cho chiếc mũi đáng thương. Mọi người phì cười và gọi cậu là con rối ngu ngốc. Vì không muốn trở nên vô dụng, Pinocchio đã làm rất tốt màn trình diễn của mình. Bên trên lại thả xuống một dàn mỹ nữ, cậu bé run quá nhảy không được, cho đến khi Sabina lên đài, Pinocchio mới tự nhiên nhảy múa cùng cô. Kế đến một đoàn lính gỗ được đưa ra, cậu bé bắt nhịp và nhảy cùng họ. Đang đoạn cao trào gây cấn thì lão trưởng đoàn lại ngã sờ mờ lờ, khiến dàn rối chạy hết công suất, Pinocchio cũng tăng tốc theo, vỗ ma sát mạnh với nhau, làm chân cậu bốc khói rồi bùng cháy như que diêm. Lão già tiếc của, lập tức dội nước vào cứu được Pinocchio. Cả khán đài vỡ òa ném tiền thưởng lên, không ngừng vỗ tay cho màn trình diễn ngoạn mục, trưởng đoàn nâng cậu bé trên tay, chân thì không ngừng hốt bạc. Tối đến Pinocchio bị nhốt chung một phòng với đống rối gỗ của đoàn, cậu bé lẻn ra ngoài và nhìn thấy Fabiana đang tập múa ba lê. Vì có một chiếc chân bị tật nên đó mãi là ước mơ không thể chạm tới của cô, chỉ có thể gửi gắm mọi ước mơ cho cô rối Sabina. Pinocchio cũng vào nhảy múa cùng, nhưng rất nhanh đã bị lão già kia phát hiện. Stromboli nhốt cậu vào lồng chim, đối với lão cậu bé người gỗ chỉ là cây dụng tiền. Pinocchio lúc này mới biết thế nào là lễ hội, khóc lóc gọi cha nhưng vô vọng. Stromboli cũng nhanh chóng rời đoàn hát đi. Bên ngoài trời khuya mưa bão, Geppetto ôm theo chú mèo và cá vàng đi tìm con trai. Ông đến trường học thì thấy đã đóng cửa từ lâu. Jimmy trong lọ thủy tinh cố gọi mãi nhưng bác thợ giả không nghe thấy. Trong xe, Pinocchio rất tuyệt vọng, Fabiana muốn cứu cậu ra, nhưng người gỗ đã lạc niềm tin không còn nghe lời cô ấy nói nữa. Vì thế Fabiana đã dùng Sabina nói chuyện với Pinocchio. Cô bé nói khi đến ngôi làng tiếp theo, các rối sư sẽ lấy cắp số tiền lương bị bùng bởi Stromboli, sau đó cùng nhau chạy trốn, tự mở buổi diễn cho chính mình. Thình lình lão ta xuất hiện, thâm độc khóa luôn cánh cửa trên trần. Tiệt đường chạy trốn của Pinocchio, Jimmy đang ngồi than thân trách phận, lại thấy xe ngựa của Stromboli đi ngang qua. May thay bánh xe cán văng hòn đá làm xê dịch chiếc lọ, Jimmy dựa vào khe hở thành công thoát ra ngoài. Ông lập tức chạy theo xe và nhảy vào trong. Cậu bé người gỗ gặp được lương tâm vô cùng mừng rỡ. Jimmy nhảy dù xuống chiếc lồng nhưng không mở được khóa. Pinocchio thành tâm hối lỗi, nói mình không dám nữa, chiếc mũi lập tức dài ra. Cậu lại nói mình không muốn nổi tiếng, và mũi lại dài thêm một khúc. Mới ra đời một ngày cậu chàng đã thành công trong khóa học nói dối, khiến chiếc mũi dài gấp đôi người mình. Jimmy bị đưa ra tít bên ngoài, trong cái khó ló cái khôn. Ông đề nghị cậu bé nói dối thêm nữa, và cuối cùng đã lấy được chìa khóa.
Sau đó Pinocchio lại nói lời thật lòng làm chiếc mũi ngắn dần lại, Jimmy mở được khóa và đưa cậu bé ra ngoài. Trên đường chạy, cậu bé nói mình có bạn dối và muốn giải cứu cho họ. Nhưng chưa gì vừa ra ngõ, cả hai đã đụng độ một xe ngựa khác, và Pinocchio đã bị bắt đi. Trên xe toàn là trẻ em, gặp bạn bè đồng trang lứa, Pinocchio nhanh chóng hòa nhập với mọi người, kể cho họ câu chuyện của mình và nói muốn tìm lương tâm. Bọn trẻ nghe xong phì cười, và nói nơi họ đang đến là đảo khoái lạc, nơi mà đứa trẻ thật sự nào cũng mơ ước, không có ràng buộc chỉ có chơi bời, và không cần lương tâm. Pinocchio nghi ngờ nên muốn về nhà, tên đánh xe lại nói còn trẻ mà cái gì vui vẻ thì nên ưu tiên, cuối cùng cậu bé lại sa ngã. Jiminy đang trốn dưới xe nghe mà hoảng cả hồn, đột nhiên xe thắng gấp khiến ông đập đầu vào mông ngựa ngã xuống đất, đối diện với bánh xe đang lăn tới, may mà nó dừng lại trước khi ép dẻo Jiminy. Sau khi lên tàu, cả nhóm đã đáp xuống một khu vui chơi lộng lẫy. Pinocchio ngạc nhiên với mọi thứ, chọn ngồi thuyền cùng cậu bạn Lampi, giữa đường còn có nhân viên phục vụ bia hơi. Vượt qua một cái thác, thuyền lại mắc vào đu quay, trên trời ngập trong pháo hoa, rồi thuyền lại phi vào khu kẹo ngọt, lướt trên đống sô-cô-la vừa trượt vừa ăn uống thỏa thích. Hai bên ven sông bọn trẻ thi nhau chén buffet để bánh ngọt, chúng thản nhiên đập phá mọi thứ, cướp bóc mà không một ai khuyên ngăn. Pinocchio nhìn bọn chúng làm loạn mà sợ. Ở đây cũng không cần quan tâm giờ giấc, chỉ cần đập vỡ hết đống đồng hồ, thì không bị ngăn cản ăn chơi nữa rồi. Pinocchio không nỡ nhìn, vì thấy chúng giống những chiếc đồng hồ cha mình làm ra. Lampi lại lấy nạn khung bắn vỡ chiếc đồng hồ to nhất. Thấy lương tâm Pinocchio bị rung rinh, tên chúa đảo lại xuất hiện, mời bia và nói hãy tập trung chơi bời. Bên này Geppetto đã tìm kiếm con trai đến tận bờ biển. Sophia từ xa bay đến mang cho ông thông tin về hòn đảo khoái lạc. Ông vô cùng hoảng sợ quyết định lên đường cứu con trai. Mà chú dế già hiện tại đã cập bến hòn đảo. Trước mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng, những bóng đen với đôi mắt như siêu nhân. Chúng đang đuổi bắt bọn lừa nhốt xuống tầng hầm. Bên trong Pinocchio chưa biết gì vẫn đang cùng Lampi bắn bia. Jiminy đi vào gọi tên cậu, lại bị Lampi xấu xa quất rơi xuống đường cống, cũng chính là nơi chúa đảo đang vận chuyển bầy gia súc đến mỏ muối. Trong lúc chúng bắt một chú lừa chạy thoát đã làm rơi một cây pháo hoa. Bên trên Pinocchio kinh ngạc nhìn thấy Lampi mọc ra tai lừa, kế đến là chiếc đuôi dài. Cậu muốn cảnh báo cho nó, nhưng chưa kịp nói thì Lampi đã biến thành đầu lừa. Cậu ta hoảng sợ soi gương và cầu cứu Pinocchio. Nhưng rất nhanh Lampi đã không thể nói được nữa, chỉ hét lên trong vô vọng vì đã hoàn toàn biến thành một cú lừa. Cậu ta lo lắng sợ hãi chạy nhảy khắp phòng, lúc này mới nhớ đến cha mẹ. Mà Pinocchio cũng mọc ra hai tai rồi, cậu hoảng sợ gọi Jiminy. Ông ấy bám vào pháo hoa bay lên dắt cậu bé chạy khỏi đây. Lúc này chúa đảo xuất hiện, Lampi đá trước bàn cản đường hắn. Pinocchio tranh thủ nhảy xuống đường cửa sổ, nhưng hắn cưỡi quái vật đuổi theo sát phía sau. Trong lúc thắng gấp trước vực Jiminy suýt thì rơi xuống dưới. Pinocchio chụp ông lại, sau đó cũng nhảy xuống luôn. Người vỗ uống vài ngụm nước, hỏi ai đã bỏ muối vào nước mà mặn dữ. Sau đó nghe lời Jiminy dùng hai tay quạt nước bơi về phía trước. Sau một đêm vượt biển cậu cũng tìm được đường về nhà. Pinocchio đập cửa gọi cha nhưng không thấy ông đâu. Nhìn vào bên trong họ không thấy bức tường đồng hồ, cũng như con mồm lèo và cá. Lúc này mòng biển cho hay ông ấy vì muốn tìm Pinocchio, nên đã bán hết đồng hồ mua một chiếc thuyền, và đã dương buồm ra khơi rồi. Cậu bé vô cùng hối hận, hóa ra đối với ông lão cậu quý hơn bất cứ thứ gì. Pinocchio nhanh chóng vực dậy tinh thần, quyết định đi tìm cha mình. Họ ra bờ biển lại nhìn thấy xe ngựa của Stromboli. Pinocchio vội trốn xuống gầm cầu. Jiminy thì trèo ô ra biển hỏi Sophia hướng đi của Geppetto. Cậu bé đang vô cùng sợ hãi thì nhìn thấy Sabina. Thì ra tên chủ đoàn đã bị tống vào tù, và giờ các rối sư đã có buổi diễn cho riêng mình, và ngỏ lời mời cậu ấy diễn cùng. Pinocchio suýt thì đồng ý. Cho đến khi nhớ ra cha mình, lúc này đột nhiên cái tai và đuôi cậu biến mất, vì Pinocchio đã tìm được lương tâm rồi. Sabina ôm chúc mừng cậu, sau đó hẹn gặp lại. Sophia bay đến nói mình không chở nổi người vỗ, cậu bé nhanh trí dùng sợi thừng lướt sóng, được cô mòng biển kéo đi. Đi được một đoạn, cuối cùng họ cũng nhìn thấy chiếc xuồng ba lá của Geppetto. Cậu bé mừng rỡ la lên là con đây, Pinocchio đây. Phía trước ông lão đang rầu rĩ bất ngờ nghe được tiếng gọi còn nghĩ là mơ, nhưng khi quay lại đã thật sự thấy Pinocchio. Geppetto chuyển hướng đến chỗ con trai. Trong lúc đó cậu bé đã thuật lại toàn bộ câu chuyện đời mình chỉ trong một ngày. Geppetto nghe mà hãi hùng, bởi vì chính cuộc đời ông cũng chỉ trải qua một chuyện đau khổ duy nhất mà còn chưa thể thoát khỏi ám ảnh. Huống hồ Pinocchio chỉ là một cậu bé lại trải qua tất cả chỉ trong một ngày, quả là một ngày bất ổn. Những tưởng họ có thể quay về nhà và sống hạnh phúc bên nhau, không ngờ thình lình một cái mồm đầy răng nanh xuất hiện, đó là quái vật Moncho. Nó nuốt hai cha con Pinocchio vào bụng, chỉ mỗi mòng biển chở Jiminy là thoát khỏi.
Chú dế hoảng loạn nhảy dù xuống rừng trước hàm răng nó đập mạnh, bảo Moncho thả bạn của mình ra, nhưng tiếng nói của ông còn không bằng mũi kêu. Bên trong Pinocchio nhìn thấy cha mình vẫn bình an, Geppetto nóng lòng ném cho con trai thanh gỗ lại trúng vào đầu cậu bé, cũng may là cậu vẫn toàn thây lên bờ. Pinocchio quan sát xung quanh, nhìn thấy một thùng dầu cá voi, cậu dùng hai chân trà sát vào nhau tạo thành ngọn lửa, cha cậu hất dầu và đốt cháy một con thuyền. Vì bị ngạt khói, Moncho chỉ có thể mở miệng ra, nước biển tràn vào khiến Jimmy bị hút vào trong, mà hai cha con Pinocchio đang cật lực bơi ra ngoài, giữa đường họ gặp chú dế, vội đưa chèo cứu ông ấy lên bờ. Một nhà năm người cứ thế trôi thẳng ra khỏi miệng quái vật, nhưng vì va đập mạnh khiến con tàu vỡ ra làm đôi chia cắt hai cha con. Geppetto rơi xuống biển, Pinocchio vội lặn xuống cứu được cha đặt lên một nửa con thuyền. Nhưng chưa kịp thở lấy hơi, Moncho đã trồi lên, bị đánh thức nên quái vật tức điên nhào về phía bọn họ. Pinocchio bảo cả nhà bám chắc, sau đó vận nội công truyền xuống hai chân của mình, biến thành motor chạy đẩy tất cả về phía đất liền. Tốc độ xé gió suýt bay mũ của Jimmy, nhưng Moncho không từ bỏ. Nó bám theo phía sau há cái miệng đầy răng nhọn muốn hút trọn mọi người. Ông lão vô cùng sợ hãi, dù cậu bé cố nhanh cỡ nào vẫn bị nó đuổi kịp. Nửa chiếc thuyền nhanh chóng rơi vào bộ hàm sắc nhọn của Moncho. Lúc này Pinocchio dùng hết sức bình sinh lái ra ngoài, quái vật đâm vào vách đá rụng hai chiếc răng cửa. Cậu bé người vỗ tỉnh lại, vội chạy đến chỗ cha mình, nhưng gọi thế nào Geppetto cũng không động đậy. Pinocchio đau lòng khôn xiết, cậu bé cứ gọi cha rồi khóc, tình cảm chân thành đã khiến đau đớn của Pinocchio biến thành nước mắt thật sự, giọt lệ nóng hổi rơi lên gương mặt Geppetto. Ngay sau đó ông đã từ từ tỉnh dậy, mọi người hết sức vui mừng nhìn nhau. Ông vô cùng cảm động vì tình cảm của con trai dành cho mình, và nói rằng dù mang hình hài thế nào, Pinocchio luôn là cậu con trai yêu quý và tự hào của ông. Hai cha con ôm nhau, sau đó Geppetto dắt tay cậu bé cùng Figaro, Leo và Jimmy về nhà. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Pinocchio là một trong những ấn phẩm hoạt hình nổi tiếng nhất với trẻ em, cũng như bao thế hệ các phụ huynh. Đúng là đi một ngày đàng học một sàn khôn, trẻ em cứ ngỗ nghịch không nghe lời bố mẹ và lời học, đã vậy còn đú chen chơi bời lêu lỏng. Đám trẻ trong phim thích quậy phá cái kết đều bị biến thành con lừa, cho người khác đem đi làm nô lệ. Điều đó cũng phơi bày một sự thật phũ phàng của cuộc sống. Ẩn sâu trong đó là những bài học giá trị như ở hiền gặp lành. Trẻ em nên chăm học nghe lời dạy bảo của cha mẹ, gia đình là điều vô giá, giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống này và có thể phát triển tốt hơn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.